Xin chào các bạn nha, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn cái cách chúng ta có thể khóa được album ảnh ở trên điện thoại iPhone bằng cái cảm biến vân tay Touch ID. Khi mà chúng ta sử dụng điện thoại iPhone thì chúng ta có rất nhiều những cái hình ảnh và những cái video riêng tư chúng ta lưu ở trên cái mục album ảnh ở trên điện thoại iPhone. Và khi đó thì khi mà chúng ta cho người khác mượn máy hay là người khác có thể là vô tình sử dụng điện thoại của chúng ta mở được mật khẩu lên thì họ có thể là vào cái phần album ảnh trên điện thoại iPhone của chúng ta và có thể là truy cập vào cái phần album ảnh để xem những cái bức hình riêng tư. Và chúng ta không muốn cái điều đó xảy ra thì các bạn hoàn toàn có thể khóa được cái phần album ảnh ở trên điện thoại iPhone bằng cái cảm biến vân tay Touch ID. Mình lấy ví dụ là này, mình sẽ vào cái phần album ảnh của mình. Đó, sau khi mà mình mở cái phần album ảnh lên, mặc dù điện thoại của mình trước đó đã được mở khóa và mình vào được bên trong cái phần ứng dụng, và sau khi mà mình truy cập vào cái album ảnh thì từ 1 đến 2 giây sau thì cái album ảnh của mình nó sẽ lập tức bị khóa lại và nó sẽ đẩy mình ra bên ngoài màn hình khóa. Và bây giờ thì khi mà mình nếu các bạn không có vân tay thì các bạn sẽ không thể nào mà truy cập tiếp được vào cái album ảnh. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành là mình nhập cái vân tay vào. Đó, thì sau khi mà mình nhập cái vân tay của mình vào thì mình tiếp tục là truy cập và cũng như là sử dụng được cái album ảnh trên điện thoại iPhone. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách chúng ta có thể là khóa được cái album ảnh ở trên điện thoại iPhone bằng cảm biến vân tay nha. Rồi, thì đầu tiên thì các bạn sẽ cần phải sử dụng và mở cho mình cái ứng dụng là phím tắt. Ở đây thì mình đã thiết lập cái phần tự động hóa để mình khóa cái ứng dụng ảnh bằng cái cảm biến vân tay, và bây giờ mình sẽ tiến hành mình xóa đi. Đó. Sau khi mình xóa đi rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành là mình hướng dẫn lại cho các bạn cái cách để chúng ta có thể là tiến hành là khóa album ảnh ở trên điện thoại iPhone bằng cảm biến vân tay nha. Đầu tiên thì các bạn sẽ mở cái ứng dụng phím tắt lên, và trong cái ứng dụng phím tắt thì nó sẽ có cái giao diện như này, và các bạn sẽ chọn vào cái mục là tự động hóa. Ở trong cái mục tự động hóa này, các bạn sẽ nhấn vào cái phần là tạo thư mục hóa cá nhân này, tạo mục tự động hóa cá nhân, các bạn chọn vào. Tiếp theo thì các bạn sẽ kéo xuống, chúng ta sẽ chọn vào cái phần là ứng dụng. Ở đây trong cái mục ứng dụng thứ hai các bạn chọn vào thì các bạn sẽ nhấn vào phần là album ảnh và các bạn nhấn vào phần xong. Rồi, sau đó thì các bạn sẽ nhấn vào phần là tiếp theo. Ở đây trong cái phần thêm tác vụ này, các bạn chọn là phần là thêm tác vụ và các bạn nhấn vào cái biểu tượng hình mũi tên tìm kiếm ở đây, và các bạn có thể là gõ cái cụm từ là hẹn giờ. Đây, các bạn sẽ chọn vào cái phần là bắt đầu hẹn giờ, các bạn chọn vào. Thì trong cái phần bắt đầu hẹn giờ này thì nó sẽ có cái thời gian, các bạn nhấn vào cái xong này để các bạn thay đổi, các bạn chọn là 1, và cái phần phút thì các bạn có thể là chọn là giây thôi. Đó. Đó. Các bạn có thể chọn là 1 giây nha. Rồi, sau đó các bạn nhấn vào phần tiếp theo. Ở đây thì nó sẽ có một cái mục là hỏi trước khi chạy, thì các bạn sẽ tắt cái phần này đi. Các bạn nhấn vào là không hỏi và các bạn nhấn vào xong. Ok. Sau đó các bạn sẽ thoát ra ngoài. Tiếp theo thì các bạn sẽ bật cái ứng dụng đồng hồ lên ở trên điện thoại iPhone. Đó. Các bạn bật cái ứng dụng đồng hồ lên, sau đó thì các bạn sẽ chọn vào cái phần là hẹn giờ. Ở đây thì các bạn sẽ chọn cái phần là hẹn giờ, khi hẹn giờ kết thúc các bạn chọn vào. Ở đây thì các bạn sẽ tìm đến cho mình cái phần nó là dừng phát, các bạn chọn vào phần dừng phát và các bạn nhấn vào phần thiết lập. Rồi, như vậy là xong. Bây giờ các bạn thoát ra ngoài. Bây giờ thì mình sẽ thử kiểm tra lại nha. Mình sẽ vào phần album ảnh này. Đó, sau khi mà mình mở phần album ảnh lên thì ngay lập tức từ 1 đến 2 giây sau thì nó sẽ đẩy mình ra bên ngoài màn hình khóa, và bây giờ thì mình cần phải nhập cái vân tay vào. Đấy, mình cần phải nhập cái vân tay có đúng chính của mình vào để mở khóa cái chiếc điện thoại lên thì tiếp tục mình mới có thể sử dụng được cái ứng dụng là album ảnh, mình có thể xem được những cái bức hình ở trong đây và cũng như là làm được tất cả những cái thao tác liên quan đến album ảnh, ví dụ như là mình xem ảnh hay là xem video. Đó. Và bây giờ thì mình sẽ thoát ra ngoài này. Bây giờ mình vào lại cái phần album ảnh. Đó. Thì các bạn có thể hiểu là đơn giản là mỗi một lần mà chúng ta thoát ra ngoài cái ứng dụng album ảnh mà chúng ta vào lại thì bắt buộc là chúng ta cần phải nhập lại vân tay, và chỉ có vân tay chính chủ và mở chiếc điện thoại ra thì mà các bạn có thể sử dụng tiếp được. Còn nếu như các bạn thoát ra ngoài, đó, các bạn thoát ra ngoài như này và người khác mượn máy của chúng ta và truy cập vào album ảnh thì chỉ 1 giây sau thì lập tức là cái album ảnh nó sẽ tự động nó đóng lại và nó sẽ đẩy ra bên ngoài màn hình khóa, và lúc này thì các bạn cần phải có vân tay, tức là cảm biến vân tay thì mới có thể làm mở lại cái phần album ảnh và sử dụng được. Rồi. Và trên đây là mình đã hướng dẫn chi tiết các bạn cái cách chúng ta có thể khóa được cái album ảnh trên điện thoại iPhone bằng cái cảm biến vân tay Touch ID. Và video của mình thì xin kết thúc ở đây. Hy vọng là cái video này nó sẽ giúp ích được cho các bạn. Các bạn xem video của mình nếu thấy hay, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.